Hello, Trời Bò Thanh Tính xin chào anh em. Đây là một cái xe bò đẳng cấp. Và nó là đẳng cấp. Đó. Nè, bò mới về nè. Tại vì em bắt hai xe nhưng mà về hôm qua là một xe. Bữa nay là mới về xe. Những con bò này ngày mai tối nay là đi cho khách ở An Giang với Đồng Tháp anh em. Đây. Mở đèn LED lên. Những con bò này làm luồng tiền là 21,5 triệu nè. Còn ngoài đây là dàn tiền lớn nha anh em. Bò lớn tiền nha anh em. Đây con bò này 9 tấc bò. Đúng 9 tấc luôn. Đó. Thì anh em nào bắt thì liên hệ em ha. Con bò này đầu chuỗi nó rất là đẹp. Con bò này là 5 tháng nha anh em. Nè có lưng nữa nè. Nói chung con bò này không đường nào mà chê được. Chỉ là nó nhỏ thôi. Đẹp dữ lắm anh em. Em sẵn chiếc xe rồi em bắt luôn. Tại vì mình bỏ uổng quá sợ người ta mất. Bò này em bán cho anh em giá tại chuồng là 20 triệu nha anh em. 20. Giá tại chuồng 20 triệu nha anh em. Sẵn anh em nào thích thì em bán. 9 tấc bò. 9 tấc bò nha anh em. 20 triệu. Nè, mặt nó rất là đẹp, bò mới về ha. F2 cổ thân ra. Trên cái máy lưng đuôi nó thì nó hơi chạy chút tự lên xe. Lên xe chạy nha anh em chỗ này nè. Chạy chút xíu. Đi chạy chút xíu thôi. 9 tấc bò anh em. Em bán cho anh em 20 triệu nha anh em. Nhỏ mà quá đẹp anh em ơi. Bò này nữa lớn là nó đội lắm anh em. Anh em mình nuôi khéo là em nói ha. Bò này không đường nào chê được nó. Từ cái móng nè. Tới cái chân cái mặt nó độc lắm. Bò này mặt độc. Mà nó nhỏ. Tại vì thấy đẹp quá em bò không được. Ủa. Tại bò này tính gửi là gửi cho chừng 2 tuần nữa thôi. Để 2 tuần nữa thôi là bò này ngon dữ lắm. Nhưng mà buộc giờ ta không chịu. Ta bán thì mình mua. Nhỏ nhưng mà nó độc, nhỏ mà có vỏ anh em. Thì anh em nào mà nuôi kỹ, nuôi trứng bò. Dạng người nuôi trứng á. Trứng thì anh em bắt bò này 20 triệu. Thích ăn ngang gầm gầm. Đẹp dữ lắm anh em. Đây. Con bông vàng. Con vàng bông này là có chiều cao là 1,05 thước. Giá là 22 triệu nha anh em. Bò này là 6 tháng nha anh em. 22 triệu. Con này là thước 1. Con này là F1 dòng thước mốt 20 triệu nha anh em. Nè, giờ đang nè. Bỏ cỏ lên nè. Con này F2 nhỏ hơn nhiều luôn nhưng vẫn 20 triệu. Tại con này nuôi nữa là dữ hơn. Nói chung là phải nói là dữ của dữ luôn á. Nè anh em coi nè, nó mới lớn mà nó cổ nè. Nhỏ nha anh em, nhỏ mà có vỏ nó thiệt á, nhỏ mà có vỏ đó. Con này thì nó nhỏ hơn con này nhiều nha anh em. 80. Rồi. Đây con này có chiều cao 1,07 thước, con 36 ha. Đặt bò dữ lắm anh em. Những con bò này thì em không, 4 con bò ngoài chuồng này là em không có báo giá cho anh em được. Tại vì những con bò này giá rất là đắt tiền. Đó, những anh em nào thích bò độ, bò lớn tiền á thì thích thì nói chung mình ưng bò độ thì liên hệ. Tiền nào của nấy nha, con siêu xám nè, cái lưng nè. Dài biên hết biết luôn. Đít nè. Trại bò Thanh Tính á, địa chỉ ấp Tư Thành Phố của Kỳ Đà Vinh nha anh em. Đây, em này là em kem trắng. Con này chiều cao là 1,1 thước. Này rất là bự bò đít.
đít con bò này thì khỏi bàn. Chứ như này con bò này thì lớn con á, cũng đầu trụi luôn nha anh em. Tinh đợt này là tinh đầu trụi nhiều. Đó, lưng, cái lưng con bò này là khỏi nói chuyện rồi, nhưng mà một gan nữa mà nó một gan rưỡi luôn á. Bò này lớn con đó. Lớn con khủng khiếp. Bò này nữa lớn này nó anh em là khủng khiếp á. Lớn con. Anh em nhìn mặt nó là biết ha. Tập chân đó nè. Hết ý. Chân gối thì ngon lành ha. Cổ nè, chút xíu à. Bò này đổi lắm anh em ơi. Tiền nào của nấy nha anh em, cái này em mới trước. À quên, con này thì chỉ có một trứng da bự, trứng da nhỏ nha anh em. Những con này hàng hiếm nha, trứng da bự, trứng da nhỏ. 22 triệu nè. Làm quá. Mới vậy la hì hì. Xám nè, hết biết xám. Con này là mẹ ba bê xám luôn nha anh em. Mẹ nó là ba bê xám luôn nha. Chị cao 1 thước 5 nha anh em. 1 thước 5, 1 thước 6 nó dài lắm. Mẹ em đo rồi mà không quên. Dài dữ lắm anh em. Con kem này thì hết số. Quá dữ. Cặp giò hết quý cặp giò thì anh em nhìn đó là anh em biết là sao ha. Nè cái đít nè, nè cái lưng nè. Ồ như thà mở rồi anh em ơi. Rồi con này chiều cao 1m8. Con này lai ba bê bông bông ha. Con này có sừng nha anh em. Con bò này từ cái đầu cái mặt của ai là ngày hôm qua tôi dầm mưa tôi coi con bò này nè. Quá dữ. Cái này em về mấy con bò này rất là độc, nhưng mẹ nói trước giá nha, bốn con bò này giá dữ lắm nha. Giá là nhán cục lửa. Nè cái đít đó nè, thấy không? Cái lưng này. Đó. Anh em nhìn vậy nè, cái dài đó nè, nó hở nè, cái cổ đó nè, thấy không? Cái chỗ này nè, ngắn ngủn nè. Đó. Nói chung là anh em nhìn con bò này là anh em. Nói chung là 4 con bò ngoài này nè. Nha. Lại cả chừng tháng mới mua được vậy á. Thiệt luôn á. Dữ lắm anh em ơi. Không phải lúc nào cũng kiếm được mấy bò này đâu. Bò này dạng giá đấu á. Giá kêu bằng là giá mua là em mua cái bò này vô địch luôn. Tướng hết biết. Dữ thiệt luôn. Bò này quá trời. 4 bò này quá trời, 4 bò luôn, giá dữ lắm anh em ơi. Bình lạnh lùng. Khỉ con này. Ôi trời, nó con khỉ, nhưng con bò này dữ nhất trong chuồng, em mua mắc nhất. Cặp giò nó dữ lắm anh em. Cặp giò nó như cái cọp. Nè cái đít đó nè, nó là cái thằng đít mà kiểu bằng dạo xuống á. Con bò này thì chủ nhà này là mua con thứ ba rồi, em mua con này là con thứ ba rồi. Đầu trụi nha anh em, con này đầu trụi. Con này là hết số đó. Qua đây coi. Nè, nó nè.
Thấy bò không? Thấy bò chưa? Mới vô dây nó còn nhát anh em. Con bò mới vô dây nó còn nhát lắm. Quay em biến xa ha, không có dám biến gần, thì mới vô dây. Em nói con bò này là con bò đẳng cấp là anh em biết rồi đó. Bốn con bò này là bốn bò đẳng cấp là anh em biết sao đó. Thì giá nói chung là chỉ có cái giá thôi, chứ con bò là khỏi chê. Anh em thích thì alo với em. Như em nói chứ bốn con bò này muốn đẹp mà rẻ không bao giờ có. Đẹp mà rẻ là bốn bò này không có nha anh em. Giá là ngán cục lửa đó, em nói trước. Từ cái đầu cái mặt cái mày của nó, nói chung là cặp giò nó nè, con bò này độc dữ lắm. Nói chung là em nó đứng là gần quá cho nên là mới về không có quay kỹ được anh em. Cái con bò này về phải không? Nó nhích hơn con bò này một chấm. Con bò này nó nhích hơn con bò này một chấm. Một chấm là anh em biết nó là sao đó. Còn nó dữ hơn, em mua mắc tiền dữ lắm luôn á. Cạnh đuôi nó nè. Hết số luôn á. Nó là đùi dạo xuống nha anh em. Đùi dạo xuống nè. Đây là dạng đùi gõ. Những con bò này nè, anh em muốn bán tiền 60 triệu nè. Lại bắt con bò này, bốn con bò này nè. Bốn con bò này nè, chỉ có một con. Chỉ có cái giá tiền thôi. Ở trong đây thì nó rẻ. Con bò này, nếu mà con bò này chừng một tháng rưỡi thôi á. Em ơi, nguyên một cái dạng ngoài đó, không có một bò nào mà đấu con bò này nè. Tại vì nó nhỏ thôi, nó đẹp, hết số luôn. Đây là cái lô còn nè, lô mới về nè. Trại em là trại bò Thâm Tính ha, địa chỉ ấp Tân Cầu Kè Trà Vinh. Đây là những con bò sẽ đi giao cho khách nè. Còn lại con này với con này. Anh em ngày mai tranh thủ đến chợ sớm nha em. Anh em có muốn mua, anh em đến chợ sớm đi. Đến chợ sớm được ha. Bỏ ra đồng tiền hơi cay chút, bắt mấy bò này nè. Bò này quá trời bò luôn, nó dài nội ơi. Cao khủng khiếp. Con này thì, hai con này thì quá trời cái đít. Con này thì quá độc. Bò này dữ lắm. Nó đứng cái này em. Thôi em kết thúc video này anh em ơi. Anh em xem nhớ đăng ký kênh để ủng hộ trại bò Thanh Tính nha.